Chanh chào mọi người nha. Chanh cảm ơn mọi người đã vào xem clip này của Chanh. Thì hôm nay Chanh tiếp tục quay lại rừng U Minh Thuận săn cá lóc bông khủng nha mọi người. Hôm bữa là Chanh câu sảy không à. Hôm nay Chanh sẽ cố gắng câu bằng được cá lóc bông cho mọi người xem nha. Thì hiện tại bây giờ là 9 giờ sáng, Chanh đang có mặt ở nhà và bắt đầu xuất phát đi rừng U Minh Thuận. Có ai giống như Chanh không? Đi câu mà để quên cần câu ở nhà. Cũng may là Chanh phát hiện ra lúc Chanh mới đi được có mấy cây số à. Chứ mà đến rừng U Minh Thuận không có cần câu là thua luôn. Đó giờ đi câu là cũng nhiều lần để quên cần câu ở nhà lắm rồi đó. Quãng đường từ nhà Chanh đến rừng U Minh Thuận là 299 km. Chanh xuất phát từ huyện Dầu Tiến, tỉnh Bình Dương qua các tỉnh như là thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ, Kiên Giang. Rừng U Minh Thuận thuộc huyện U Minh Thuận, tỉnh Kiên Giang nhé mọi người. Sau 8 tiếng đồng hồ lái xe thì cuối cùng Chanh cũng đã đến nơi. Hôm nay hả chị? Kia hôm khách nó ở đêm nay đến, nếu mà ấy thì mai con dời về trên kia. Dạ dạ. Dạ, ở đây luôn cũng được không sao. Bây giờ cũng 5 giờ chiều rồi, Chanh đã có mặt tại cổng rừng nha mọi người. Thì cũng như mọi khi Chanh đến đây, Chanh tìm chỗ nghỉ ngơi trước, tại vì ở trong rừng người ta không có cho cắm trại á. Thì ngay cổng rừng này là có dịch vụ cho thuê phòng luôn nè. Chanh đã thuê được phòng rồi mọi người. Chỗ phòng này là Chanh nghỉ ngơi ở đây. Đấy. Có máy lạnh luôn nha. Mặc dù phòng hơi cũ kỹ nhưng mà được cái nó ngay cổng rừng luôn, thức dậy là ở ngay rừng. Thoải mái luôn mọi người. Giá cũng rẻ, 150 ngàn một ngày. Hôm nay Chanh đi đến đây cũng sớm, giờ đồ đạc thì dọn vô rồi. Chanh chào mọi người nha. Bây giờ cũng 5 giờ sáng nè, chuẩn bị đi câu thôi. Thì sáng nay quá trời mấy anh em câu luôn nè, đông lắm, xe tới ngoài đây luôn. Chuẩn bị đi mua vé thánh cá bông mà. Đồ đại. Còn nữa. Mới quanh xuống gì vậy? Dạ. Thương cá bông bằng được rồi sao? Thương bắt chứ bằng được cá bông. Thì vé vô mình là đi câu bộ là 300, còn câu xuồng là khoảng 500 nha mọi người. Câu xuồng nói chung đi theo tour á, 10 người chia ra trung bình khoảng 500, có khi hơn, có khi không tới. Phải đi chắc ư? Ok. Giờ bơm xuồng lên nữa nha mọi người. Chanh thì có xuồng hơi cho đánh mới được, còn đi xuồng mà lá là không quen. Hôm nay trở lại cái con kênh cũ hôm bữa mà Chanh sảy cá bông đó nha, ở đầu trên này nè. Giờ tiếp tục chèo qua đó tìm cái bầy hôm bữa sảy nữa. Cảm ơn anh nha. Bữa nay có anh Chí Toàn đi săn cá bông chung với Chanh, chung đoàn với Chanh. Giờ Chanh chèo, tiếp tục chèo lại phía trước nè. Anh theo bài này phải không? Bữa nay Chanh có lưỡi mới nha. Lưỡi này dài, rất là dài luôn nè. Với đoạn khúc kẽm ở trên. Cá bông lớn mà phải có kẽm trên, chứ không có cái đoạn kẽm trên này là nó cắn đứt dây hết. Hoặc ngậm lâu quá nó ngậm qua cái cọng kẽm là thua. Hay cho dùng máy Stradit 5000 và dây Beethoven 2.5.
cùng với lưỡi câu bự combo săn cá bông. Anh Đạt đu đủ vừa phát hiện được một bầy cá lóc bông con nha mọi người. Bây giờ Chanh với anh Đạt đánh bầy này. Hai bầy luôn. Hai bầy sát bên luôn mọi người. Trời ơi, lẻ chứ kìa. Giận. Kiểu làm những rượt nó vào ở dưới ha. Đó. Dính đó mọi người. Đó. Dính đó mọi người. Hay quá anh Đạt ơi. Từ từ anh ơi. Ồ. Cá bông u bình thường rất là đẹp luôn mọi người. Ủa, cái ở đây đặc biệt nó cái màu của nó okay. Màu xanh đã lắm. Wow, trời ơi, sướng như cá của người ta nha. Cá của Đạt, trời ơi. Nói gì nữa? Đạt mới quýnh mấy đường ăn. 4 ngày mới bắt được anh em. Welcome. Chào mừng bạn. Đẹp quá. Quá ok. 4 kg hơn chưa? Cần... Chưa, nó nặng lắm nha. Cần thử đi, cần thử cái cho biết không để mình khỏi thôi. Anh có cân không? À, không có. Em có cân 5 kg à, không biết được. Cái này con này chắc không tới 5 kg đâu, con này khoảng 3 kg mấy à. Thử ra. Ừ, to quá mà. Tao tay run dữ. Sinh ra dành cho nhau vậy. 3 kg 4 mọi người. 3 kg 4 mà bự cỡ đó rồi. Ừ. 3 kg 4 mà cỡ đó. Còn con 5 kg thì đủ cỡ nào hả chanh? Đúng rồi. 8 giờ chưa, chắc chưa đâu ha. Mới có chắc 7 giờ mấy. 7 giờ. Anh Đạt lên một con. Hai cháu nhấp á. Cái này đó. Đúng rồi. Ngay luôn rồi. Câu còn phải ý đâu mọi người.
không ăn. Bây giờ cũng 5 giờ chiều rồi mọi người, Chanh câu cả ngày hôm nay cá không ăn luôn. Gặp được mấy cái bầy cá lóc bông nhưng mà nó không ăn, thấy nó thở câu không giận không táp không gì luôn. Có mấy anh em đánh đây chỉ có một mình anh Đạt là được một con thôi nha, một con lúc sáng được con 3,4 kg. Giờ chiều rồi Chanh cũng dọn đồ chuẩn bị về. Rồi Chanh chào mọi người nha. Thì bữa nay là ngày thứ hai Chanh săn cá lóc U Minh Thượng nha mọi người. Hôm qua là Chanh đi săn cá lóc bông nhưng mà không có. Rồi đến hôm nay Chanh bỏ một ngày ra để săn cá lóc đen nè. Tại vì ngày mai nữa là rừng đóng cửa rồi, tranh thủ căng săn cá lóc đen một ngày để kiếm cảm giác. Đây là láng cây gòn nha mọi người. Bây giờ Chanh trèo xuồng lên phía trên đó, dọn luồng. Hôm nay Chanh dọn luồng Chanh Châu. Rồi cái chỗ này nè mọi người, hôm bữa là Chanh câu ở cái mương này nè, Chanh nghe táp, cá táp ở trong đây dữ lắm. Nên giờ Chanh sẽ dọn luồng chỗ này. Bữa trước Chanh có dọn ở trên kia 3 luồng nhưng mà không có cá, 3 luồng câu được có 3 con. Cái nước U Minh này nó rất là gứa nhưng mà bữa nay Chanh ráng chịu ngứa, Chanh lội xuống Chanh dọn luôn nha mọi người, để cho nó nhanh á. Rồi Chanh cũng vừa mới dọn luồng xong nha mọi người. Dọn được 9 luồng. Ngay chỗ này 3 luồng nè, bên kia 6 luồng nữa. Nói chung là cũng dễ dọn, mọi người dọn cũng nhanh lắm. Dọn hết 3 tiếng mấy đồng hồ, 3 tiếng rưỡi á. Được 9 luồng nha. Bây giờ Chanh ra cần đi câu bạ vòng vòng đây nè. Cặp thêm cái mương này nè. Còn lát xíu nữa cỡ 1 tiếng 2 tiếng sau cho quay lại Chanh câu cái luồng. Đớp mọi người. Rồi, đớp mọi người. Một con đầu tiên. Này. Cái luồng đầu tiên dọn luôn, mới dọn sáng mọi người. Đớp mọi người. Đớp mọi người.
một con nữa. Một con nữa nha mọi người. Dí mồi rồi. Không ăn. Rồi, đớp mọi người. Đớp. Một con nữa. Rồi, thứ ba nha. Dính rồi mọi người, phóng luôn. Đớp cái phóng rồi, dính luôn. Ui, con này trọng trọng. Trọng trọng hơn mấy con trước. Hết sảy. Đớp nữa mọi người. Một con nữa nha. Ba luồng này câu luồng nào cũng có hết. Hai luồng này hai con, một luồng này một con. À, 5 con à, còn 6 luồng kia câu chưa có cá nha mọi người. Một con nữa nha. Sảy luôn à. Ui. Cái hơi.
Dạ. Mai còn thêm bữa nữa hả? Dạ đúng rồi chú. Một con. Ơi. Cái mà lớn lớn nhiều. Chú được nhiều gì vô? Năm con chút xíu vậy á. Dạ. Này mới dọn quá, cá nhỏ nhỏ vô không. Dạ 6 con anh ơi. 6 con nhỏ nhỏ không à. Ờ đây là thành quả hôm nay trên cân được 6 con nhỏ xíu rồi. Do anh luồn mới dọn nên cá lớn nó chưa vô, cá nhỏ nhỏ không. Nếu mà có thời gian ngày mai câu là ngon. Nhưng mà ngày mai là rừng đóng cửa nên Chanh cũng ráng đi săn bông. Ngày mai là đi săn bông chứ không có vô chỗ dọn luồn câu nữa. Luồn câu rồi để đó, anh em nào câu thì câu. Rồi bữa nay Chanh tiếp tục đi săn cá lóc bông nữa nha mọi người. Sáng giờ đi vòng vòng đây mà chưa có câu được con nào hết. Rồi cái chuyến đi này Chanh lại thất bại nữa rồi mọi người. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng rừng U Minh Thượng mở cửa. Hiện giờ là 5 giờ chiều rồi. Chanh câu cả ngày hôm nay là không có cá nha. Hôm nay là Chanh đi sang cái lóc bông nè. Không có cá nên Chanh quay khúc cuối thôi. Còn khúc đầu là không có gì để quay hết nên Chanh không có ghép vô nha. Cả ngày hôm nay là Chanh đi sang lóc bông. Mà đánh mọi kiểu luôn mọi người. Đánh từ nhái bự nè, nhái nhỏ, kéo nhanh, kéo chậm, dùng mọi action luôn. Gắn chì bự, chì nhỏ luôn, không chì luôn. Nhưng mà cá nó vẫn không ăn nha. Thì cái kênh này là kênh mấy bữa trước trên săn bông nè. Cũng có mấy bầy lóc bông luôn nhưng mà thua, câu không được. Thì ngày mai là rừng đóng cửa rồi, thì kênh Chanh có câu nữa thì cũng không được đâu. Thì Chanh xin phép mọi người là Chanh kết thúc clip tại đây luôn. Cảm ơn mọi người đã xem clip của Chanh nha. Bây giờ thì Chanh lên dọn đồ về. Chưa về nhà đâu, về phòng nghỉ ngơi rồi khuya nay Chanh sẽ chạy xe về nhà. Rồi chuyến sau Chanh sẽ tìm chỗ khác có bông khủng Chanh câu săn bông Hugo nữa nha mọi người. Rồi Chanh cảm ơn mọi người đã xem clip Chanh nha. Chanh chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở clip sau.